Khóa học Awaken Your Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn. Anh là một ông thầy giáo và cách đây vài hôm có đọc một cái bài post có được viral đâu đó trên mạng ha, về cái tâm sự của một người trong cái nghề dạy học. Hôm nay một người đồng nghiệp xa lạ đã kết thúc cuộc đời mình và để lại di thư chỉ yêu cầu là khi em đi rồi tuyệt đối không cho ai là giáo viên đến viếng em. Và rồi cái người cô giáo đã tự sát này cũng bày tỏ cái ước mơ là trong tất cả những kiếp sau này em sẽ không chọn làm nghề giáo nữa. Và rồi cái người chia sẻ cái bài viết này nói là thật là buồn. Tôi đã chứng kiến nhiều người rời khỏi bục giảng, rẽ sang con đường khác vì không chịu được cái áp lực của cái nghề được xem là cao quý này. Rất nhiều người đã khuyên bạn là chuyển nghề đi con, sao phải buộc mình ở đây làm gì, về làm cho gì, lương bao nhiêu, gì trả con cao hơn như vậy. Và rồi không chỉ là cái đời sống nó thiếu thốn, cái thu nhập thấp, mà thậm chí là cái áp lực cực kỳ lớn của một cái người đi làm cái nghề gõ đầu trẻ, đúng không? Ha, đó là khi năm học mới vừa bắt đầu thì các trang mạng đua nhau đăng những cái chuyện tiêu cực về dạy thêm, học thêm, rồi thu chi quỹ lớp. Người ta bàn tán về ngành giáo dục và giáo viên bằng đủ mọi cái loại ngôn từ khủng khiếp. Một bác sĩ có quyền mở phòng mạch, luật sư có quyền mở văn phòng riêng, nhưng giáo viên thì không được dạy thêm. Đó là cái tội. Thậm chí là chúng ta nhớ trong ký ức của mình đã có một cái thời mà học sinh sẽ có thể đi học thêm và chỉ điểm giáo viên. Và khi giáo viên bị phát hiện là đang lén lút dạy thêm để kiếm thêm đồng ra đồng vào để lo lắng cho gia đình của mình thì họ sẽ bị kỷ luật rất là nghiêm khắc bởi ngành giáo dục. Và đến một lúc nào đó, cái việc đi dạy biến thành một cái chuyện lén lút giống như là đi buôn bán ma túy vậy các bạn. Cái điều đó làm cho cái cô giáo này có một cái xót xa cho cái nghề đi dạy. Thậm chí có những người đồng nghiệp đã rời bục giảng mà nói là em tiếc mấy năm đã đi dạy, không được gần chồng con đầu tắt mặt tối, chuyển sang kinh doanh cuộc sống em khá hẳn, gia đình hạnh phúc hơn. Dẫu buồn vì mình xa cái nghề mình thích, nhưng cuộc sống mà, no bụng nó vẫn quan trọng. Đó là cái trăn trở của cái bạn trẻ này về cái nghề đi dạy. Và rồi bạn kết lại là giáo viên cũng là người mà, hãy cho họ được đi dạy và hãy cho họ có một cái cuộc sống bình an và hạnh phúc. Bởi vì cái cô bé này tin là một giáo viên có hạnh phúc thì học trò mới hạnh phúc, và một cái nền giáo dục hạnh phúc thì có thể tạo ra được một cái xã hội hạnh phúc. Đó là cái nỗi buồn và cái trăn trở rất là lớn. Thì nói tới chỗ đó cho nên ngày hôm nay xin được làm cái video này để chúng ta phân tích và mổ xẻ một chút xíu cái câu chuyện và cái nghề đi dạy ở Việt Nam. Anh làm nhiều việc lắm, anh có đứng tên ở một vài cái doanh nghiệp, rồi tham gia sáng lập khoảng một chục cái công ty, rồi anh có làm YouTube nè, TikTok nè, rồi anh có chạy bộ một số cái cự ly ngắn đó. Thì anh có làm nhiều cái việc khác nhau, nhưng khi anh đi ra ngoài đường mà một cái người mới gặp lần đầu hỏi anh là anh làm cái nghề gì, thì anh luôn nói với họ là anh là thầy giáo. Thì là cái việc cho anh cái niềm vui và cái sự tự hào rất là lớn, dĩ nhiên nó nuôi sống được bản thân của anh và gia đình, và nó cho anh cái cơ hội để nhìn cái cuộc sống này và không ngừng học hỏi và có được cái cảm nhận rất là sâu sắc, để rồi khi đó có thể giải đáp được những cái băn khoăn của học viên của mình một cách thật hơn, gần hơn. Và anh nghĩ đó là cái mà nó cho anh cái quyền để được đứng trên bục giảng và đi dạy. Cho nên ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự thật rất là đáng tiếc này, cái câu chuyện rất là buồn này, thậm chí là cái câu chuyện đó không chỉ dừng lại ở một cái bi kịch rất đáng tiếc, mà rộng hơn nữa là ngày hôm nay chúng ta đối diện với một cái khủng hoảng cực kỳ lớn đối với cái nghề dạy học. Ngày 11 tháng 9 năm 2022 thì chúng ta nhìn thấy trên báo Thanh Niên cái câu chuyện là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thiếu giáo viên trầm trọng ha, thiếu giáo viên dạy tiếng Anh và tin học. Thì các bạn để ý thấy là tiếng Anh và tin học là hai cái thứ cực kỳ quan trọng cho một cái đứa trẻ để hòa nhập và để đón được những cái xu hướng. Thì ngày hôm nay chúng ta thiếu giáo viên một cách trầm trọng, đến nỗi mà các trường phải điều động các thầy cô trung học cơ sở đi xuống để dạy tiếng Anh và tin học cho các em tiểu học. Cho tới ngày hôm nay chúng ta đối diện với một sự thật là cái công việc này càng ngày nó càng áp lực, nó càng khó khăn, cái mong đợi xã hội của nó ngày càng lớn, và những người trẻ tuổi càng chán nản với cái nghề được gọi là cao quý này. Phần sau đó anh sẽ nói với các bạn một số cái góc nhìn cá nhân của anh để biết đâu nó giúp cho các bạn có một cái kế hoạch hoặc một cái chiến lược hiệu quả hơn nếu mình trăn trở về cái việc giáo dục cho con cái của mình. Cái đầu tiên mà anh phải xác nhận đó là hey, cái nghề dạy học thầy cô giáo không phải là một cái nghề cao quý. Anh nghĩ là cái điều đáng tiếc nhất và khủng khiếp nhất mà thầy cô giáo ở Việt Nam phải làm đó là họ phải gánh trên vai mình một cái danh hiệu của một cái nghề
cao quý, đó là một việc quá là vô lý. Giáo viên là một cái nghề, nhưng không phải là nghề cao quý. Có con người cao quý và con người hèn hạ, có những chính trị gia cao quý và chính trị gia hèn hạ, có những bác sĩ cao quý và cũng có những bác sĩ hèn hạ, có những người lao công cao quý và những người lao công hèn hạ. Và dĩ nhiên chúng ta thấy có những thầy cô giáo cao quý và có những thầy cô giáo hèn hạ. Cho nên cao quý hay hèn hạ, đó là cái tính từ đánh giá một cái hành vi hay tính cách của một cá nhân, của một con người nào đó, chứ tuyệt đối không thể dùng nó để đánh giá cho một cái nghề gọi là cao quý. Nghĩa là nếu một cái người vận cái nghề đó lên mình thì mặc nhiên cái người đó trở nên cao quý. Đó là việc rất là vô lý. Và dĩ nhiên anh biết là nói tới thời điểm này thì sẽ có người phản biện và cố giải thích cái thái độ trân quý đối với nghề giáo. Bởi vì họ nói là giáo viên là cái nghề rất là quan trọng đối với xã hội, bởi vì nó quyết định tương lai của xã hội đó. Không đồng ý. Bởi vì trong xã hội, cái nghề nào không quan trọng các bạn? Tất cả các cái ngành nghề đều quan trọng hết. Và thật ra chúng ta nhìn ra một cái thực tế là tất cả những cái ngành nghề khác có thể nó không quyết định cái tương lai của xã hội, nhưng nó quyết định cái sự tồn vong trong hiện tại của cái xã hội kia. Bằng chứng nha, là chúng ta thấy là nếu ngày hôm nay tất cả các thầy cô giáo trên đất nước này đình công và ngừng làm việc trong vòng 3 tháng thì cái xã hội này sẽ vẫn vận hành ổn và bình thường. Thậm chí là trong 3 tháng hè đó, những đứa trẻ nó cũng cảm thấy khá là hạnh phúc và thoải mái. Ngược lại, tưởng tượng xem, nếu tất cả các công nhân quét dọn vệ sinh họ đình công trong vòng 1 tuần thôi thì cả cái đất nước này sẽ ngập ngụa trong rác thải. Đường xá, chung cư, công xưởng, bệnh viện, hàng quán và tất cả những ống thoát nước sẽ ngập ngụa rác. Và khi đó, sự vận hành của cả cái xã hội này sẽ rơi vào khủng hoảng và đình trệ nếu tất cả những người lao công dọn vệ sinh đình công. Hoặc nếu tất cả những công nhân điện lực họ quyết định đình công trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, blackout, thì sự sống của cả cái xã hội này sẽ ngừng lại. Cho nên ai dám nói là cái nghề lao công dọn vệ sinh là không quan trọng với xã hội? Ai dám nói là nghề thợ điện, nhân viên điện lực là không quan trọng với xã hội? Dĩ nhiên là nếu ngày hôm nay chúng ta cắt bỏ vai trò của tất cả những thầy cô giáo thì sau 10 năm tất cả những ngành nghề khác trong xã hội sẽ không thể tuyển được nhân sự mới nữa. Và dĩ nhiên tới lúc đó đường phố sẽ có nhiều hơn những băng đảng, trộm cướp và những tệ nạn xã hội, nhiều có thể gấp 20 lần với tình trạng hiện nay. Và khi đó xã hội sẽ từng bước rơi vào cái sự hỗn loạn và suy đồi trong vòng từ 10 cho tới 20 năm. Cho nên là cái nghề thầy cô giáo cũng quan trọng, và cái ngành nghề nào nó cũng có vai trò quan trọng của nó đối với xã hội hết. Không có nghề nào cao quý hay tầm thường hơn nhau cả. Cho nên suy cho cùng, thẳng thắn đi, lý do mà ở Việt Nam người ta phải chích một cái liều ma túy tinh thần cho các thầy cô giáo, thậm chí mỗi năm một lần chúng ta lại có riêng một cái ngày truyền thống để kêu gọi cả cái xã hội này đi tăng tốc, đi tung hô các thầy cô giáo, đó là cái ngày nhà giáo Việt Nam. Thì các bạn có bao giờ ngạc nhiên không, là tại sao chúng ta có ngày nhà giáo Việt Nam mà chúng ta lại không có ngày công nhân vệ sinh Việt Nam hay ngày thợ điện Việt Nam? Các bạn có đoán được lý do tại sao không? Đoán xem. Đúng rồi đó các bạn, lý do mà những thầy cô giáo cần một cái liều ma túy và tinh thần như vậy, bởi vì ở Việt Nam giáo viên là cái nghề có mặt bằng lương và thu nhập thấp nhất trong xã hội. Vật chất không được thì phải cố bù cho người ta bằng một cái liều thuốc và tinh thần. Bằng chứng đó là chúng ta search ở trên báo Tuổi Trẻ ha, thì mình sẽ nhìn thấy là tháng 9 năm 2022 lương giáo viên mới ra trường còn thấp hơn tiền hỗ trợ sinh viên sư phạm. Tức là còn học sinh viên ở trường đại học sư phạm thì cái lương được nhà trường hỗ trợ, cái tiền học bổng để hỗ trợ cho sinh viên đi học sư phạm á, nó còn cao hơn lương khi ra trường đi làm nữa, đúng không? Cái mức lương cụ thể là bao nhiêu, chuẩn bị tinh thần nha. Đây, mức lương của giáo viên mầm non ha là cao nhất là 3,4 triệu một tháng, thấp nhất là 2,7 triệu một tháng. Giáo viên tiểu học thì cao nhất là 3.486.600 đồng. Giáo viên trung học cơ sở thì mức lương cao nhất, hệ số lương là 4 thì mức lương sẽ là 5.960.000. Còn lên tới giáo viên cấp 3 trung học phổ thông
thì mức lương cao nhất là 6.556.000, thẳng thắn đi các bạn, thấp hơn một anh phụ hồ và không thể nào so sánh được với một bạn shipper bỏ học để đi chạy xe ôm. Thì anh nghĩ đó là một cái bi kịch của cái thu nhập và đời sống của một giáo viên. Thậm chí là đối diện với cái bi kịch đó thì chúng ta nhìn thấy luôn là một cái mega story, tức là một cái chuyên mục đi sâu của báo Tuổi Trẻ ha. Đó là lời hứa tăng lương của giáo viên đã là 14 năm và trải qua 4 đời Bộ trưởng Bộ Giáo dục rồi, họ vẫn không thực hiện được lời hứa đó với những thầy cô giáo. Từ cái thời của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thì trải qua 15 năm, cái đời sống và cái thu nhập của người giáo viên vẫn rất rất là thê thảm. Trong cái bài viết rất là dài và rất là chi tiết này, và trải qua 4 đời Bộ trưởng Bộ Giáo dục, người ta vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó với những thầy cô giáo. Bộ trưởng nào cũng tới lúc mà rời nhiệm sở cũng nói là tôi rất xót xa, bởi vì tôi vẫn nợ thầy cô giáo một cái quy trình để tăng lương. Để rồi trong cái bài viết rất là chặt chẽ và đầy đủ này của báo Tuổi Trẻ thì chúng ta nhìn thấy là những cái giáo viên họ ngậm ngùi nhìn thấy cái mức thu nhập của mình thật sự rất là chật vật, ngay cả sống ở những thành phố với mức phụ thu ở Hà Nội chẳng hạn, thì một cái cô giáo dạy trung học cơ sở thì mức lương sau tất cả những phụ thu là cô là một cái giáo viên lâu năm nhất của trường thì thu nhập cũng chỉ được sắp xỉ 10 triệu đồng, bao gồm cả phụ cấp và thâm niên. Rồi một cái cô làm với 28 năm kinh nghiệm và lên tới vị trí hiệu trưởng của một cái trường trung học cơ sở, một trường trung học phổ thông rồi, thì lương của cô cũng chỉ đạt được có 12 triệu đồng một tháng. Anh nghĩ đó là cái một con số làm chúng ta quá là xót xa. Quay trở về câu chuyện, chúng ta đối diện với một cái sự thật, đó là wow, thầy cô giáo mà nghèo đói chật vật. Câu hỏi, làm sao họ có thể dạy cho học trò của mình sự giàu có, mạnh mẽ và tự tin được? Dĩ nhiên thầy cô giáo không nhất thiết phải là những người giàu có nhất trong xã hội, nhưng về mặt cơ bản họ phải là một người có một cái đời sống khá giả, tươm tất và phong lưu, thì cái xã hội đó tương lai mới có thể giàu có và thịnh vượng được. Bởi vì cái người giáo viên sẽ là cái người truyền thụ cái không chỉ là kiến thức mà là cái thái độ sống của họ cho học trò trong quá trình mà họ tương tác với nhau. Cho nên là wow, giáo viên không chỉ là phải đủ sống thoải mái về mặt vật chất, mà họ phải có đủ điều kiện để phát triển về mặt tinh thần. Họ phải đủ tiền để mua vé đi dự hòa nhạc, đi xem nhạc kịch. Họ phải có đủ tiền để mua sắm các cái thiết bị công nghệ mới nhất để họ mày mò, họ tìm hiểu, họ thỏa mãn được cái sự hứng thú và say mê cá nhân của mình. Họ phải đủ tiền để có thể đi nước ngoài một năm một lần để mở rộng tầm mắt, để tìm hiểu về văn hóa, về nghệ thuật, về kinh doanh, về đời sống, về xu hướng của thời đại. Những giáo viên như vậy thì mới dạy được cho những đứa trẻ những góc nhìn thực tế, những cái kiến thức cập nhật. Họ mới truyền thụ được cho các em sự tò mò, sự hăm hở và khát khao. Và anh tin là cái mặt bằng thu nhập của giáo viên phải cao hơn được 50% của xã hội, thì khi đó họ mới có thể kéo cái xã hội này ngày càng đi lên được. Anh mới còn nhớ là ngày xưa khi mà anh đi học với thầy của mình là Jim Rohn, thì Jim dạy anh là you can't talk about what you don't know, you can't teach what you don't do, and you can't share what you don't have. Nhưng anh vẫn còn nhớ là cái điều mà anh ấn tượng nhất là ngày đó khi anh bước vào trong lớp, anh nhìn thấy được là thầy của mình Jim Rohn, ông đang làm tất cả những điều mà ông dạy. Ông sống theo đúng những cái điều đó. Năm 77 tuổi, thầy của anh vẫn bay đi khắp mọi nơi trên thế giới để giảng dạy. Ông bước vào lớp học với cái sự lịch lãm, hài hước, đầy sức sống và sự háo hức. Trước khi đi dạy thì Jim đã là một cái người xây dựng hệ thống kinh doanh cực kỳ tài ba. Ông thay đổi được số phận của mình từ một cái cậu bé nông dân túng quẫn ở Idaho, chuyển về sống ở một cái biệt thự ở Beverly Hills, cái khu phố tinh hoa và giàu có bậc nhất ở California. Và rồi năm 77 tuổi, ông vẫn bay khắp thế giới để nghiên cứu về những cái xu hướng, nắm bắt những cơ hội. Năm 77 tuổi, ông vẫn đi dạy. Và ấn tượng hơn nữa là dù đã là thầy của những bậc thầy thì ông vẫn khiêm nhường và tiếp tục đi học. Ông bước vào lớp và nói là tụi mày đừng có tưởng là trở thành multimillionaire nghĩa là mình ngầu nghe. Tụi tao ngày hôm nay vẫn phải đi học. Hai tháng trước nguyên một cái nhóm triệu phú tụi tao gom lại và đến học với lại một cái ông tỷ phú. Và khi nghe ông nói thì tụi tao mới vỡ ra là mình vẫn còn rất nhiều cái sự ngốc nghếch. 77 tuổi, Jim Rohn vẫn giữ được cho mình cái thái độ, tinh thần và lối sống học hỏi và dấn thân, khiến cho anh lúc đó một thằng nhóc 22 tuổi phải cảm thấy hổ thẹn. Vì vậy, một thầy cô giáo mà nghèo đói, mặc cảm và thiếu thốn về vật chất thì làm sao có thể thăng hoa được về tinh thần?
Và khi đó đứng trên bục giảng, họ chỉ có thể mang lại cho những đứa trẻ áp lực, sự phán xét, đánh giá, thậm chí sự sợ hãi. Cho nên anh tin là thầy cô giáo ngày hôm nay thật ra chả cần cái sự tung hô và chiêm bái của xã hội này. Họ chỉ mong được cư xử một cách công bằng như tất cả những cái nghề cũng rất quan trọng còn lại trong xã hội mà thôi. Bằng chứng là ở Phần Lan, quốc gia có nền giáo dục phát triển nhất trên thế giới ngày hôm nay, thì thầy cô giáo không có một cái ngày nào trong năm gọi là ngày nhà giáo Phần Lan hết, nhưng họ có mặt bằng lương cao bằng với những luật sư ở trong xã hội. Dĩ nhiên là ở bên Phần Lan, nếu các bạn muốn dạy phổ thông thì thầy cô giáo đều phải có trình độ học vấn tương đương với một thạc sĩ. Vậy thôi. Cho nên vật chất quyết định ý thức. Dĩ nhiên, anh biết là tới thời điểm này thì khán giả của anh chắc chắn sẽ rất nhiều người bắt đầu chĩa cái mũi dùi của mình về Bộ Giáo dục, về cơ chế điều hành và quản lý nhà nước. Và ngày hôm nay anh tin là báo chí vẫn nên tiếp tục làm cái việc này một cách quyết liệt hơn nữa. Anh tin là các đại biểu quốc hội vẫn nên tích cực chất vấn những cái bộ trưởng và thúc đẩy cái sự cải cách và thay đổi mà họ đã hứa hẹn từ quá lâu rồi. Nhưng cá nhân anh thì anh sẽ không làm việc đó trong video clip này. Bởi vì anh biết chắc là làm gì có cái quan chức ngành giáo dục nào thèm dành thời gian để xem mấy cái video clip YouTube nhảm nhí này của một cái ông YouTuber đầu trọc có nhan sắc, hả quý vị? Vì vậy, trong cái video clip này với khán giả của mình thì anh xin đưa ra một cái góc nhìn khác mà anh tin là nó thực tế và gần gũi hơn rất nhiều với các bạn. Bên cạnh những cái cải cách mà chúng ta có thể ngồi tiếp tục chờ đợi từ nhà nước, các cơ quan ban ngành, thì có một thứ nữa mà anh nghĩ nó cũng đáng sợ không kém cái sự yếu kém và trì trệ trong việc quản lý và phát triển giáo dục. Đó là cái tư duy dựa dẫm của tất cả chúng ta. Cái tư duy dựa dẫm rất lớn của cả xã hội và của cả những thầy cô giáo luôn. Nó tạo nên một cái sự bế tắc rất lớn ngày hôm nay. Nếu đã biết là dạy trường công thì thu nhập kém mà nhà thì thiếu thốn, tại sao cứ đâm đầu vào dạy trường công để làm gì? Hay là tại vì chính các thầy cô giáo ngày hôm nay các bạn cũng không đủ năng lực và sự tự tin để có thể vào trường tư hoặc là vào những cái tổ chức giáo dục quốc tế để có một cái mức thu nhập và đãi ngộ tốt hơn. Ngày đó khi anh quay trở về Việt Nam, anh là một giáo viên dạy toán. Lương mỗi tháng của anh là khoảng 2.500 đô. Dĩ nhiên là anh dạy giỏi, nhưng bên cạnh đó anh có tất cả những cái năng lực chia sẻ, dẫn dắt, tổ chức đội nhóm, khả năng lãnh đạo. Và trong những ngày tháng đó, anh đã xây dựng được một cái trung tâm giáo dục rất là thành công ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương để xứng đáng với cái mức thu nhập mỗi tháng đó. Nhưng ý anh là cái cơ hội để đi dạy và có thu nhập 1.000 đô là hoàn toàn có. Chỉ là thầy cô có chịu nỗ lực trau dồi, có chịu cạnh tranh công bằng để nắm bắt những cái cơ hội hay không mà thôi. Và dĩ nhiên tới thời điểm này mọi người có thể phản biện mà cãi anh mà nói là anh nói thì hay lắm, nhưng mà ở Việt Nam thì có được bao nhiêu cái công ty giáo dục nước ngoài giống như vậy? Và rồi những cái công ty đó họ tuyển được bao nhiêu giáo viên, đúng không? Và rồi hàng triệu những đứa trẻ khác ở Việt Nam vẫn đang đi đến trường đấy thôi, rồi ai sẽ dạy cho chúng? Cho nên nếu ngày hôm nay các bạn muốn trở thành một cái giáo viên dạy trường công thì các bạn phải nhớ là cái khung bảng lương là do Bộ Giáo dục quyết định, nhưng tình trạng tài chính gia đình của mình là do bản thân của mình phải chịu trách nhiệm, chứ đừng có đi đổ lỗi cho cơ chế hay cho Bộ Giáo dục. Nếu cái đồng lương nhà nước nó không đủ đáp ứng cái nhu cầu của mình thì mình phải chủ động kiếm thêm cái nguồn thu nhập khác. Câu chuyện rất đơn giản như vậy mà thôi. Đây gọi là cái năng lực để quản lý tài chính cho bản thân, cho gia đình của mình. Anh xin chia sẻ một cái câu chuyện rất là chân thật, nó gắn liền với cái bức hình này ha, mà anh chụp được khi mà anh đến một cái garage để anh nâng cấp cho chiếc xe của anh. Thì trong lúc mà anh ngồi trò chuyện với các anh chủ garage thì anh thấy trên tường có cái kỷ niệm chương của trường Lê Hồng Phong, đúng không? Tặng cho cái thầy Phùng Tiến Mạnh của cựu sinh viên, tặng để cảm ơn thầy. Anh ngạc nhiên tại vì đây là trường cũ của anh. Cho nên anh mới hỏi là anh ơi, sao lại có cái kỷ niệm chương của thầy giáo ở trong garage? Thì cái anh này anh chia sẻ là thầy Mạnh thật ra là bố vợ của ảnh, nhưng không chỉ là một ông thầy dạy vật lý ở trường Lê Hồng Phong mà thầy Mạnh là cái người dạy cho anh về kinh doanh. Bởi vì thầy Phùng Tiến Mạnh bên cạnh việc là một giáo viên vật lý, ông còn là chủ của một cái hệ thống garage ô tô rất là thành công và nổi tiếng ở Việt Nam từ những thập niên 90. Ok, và khi mà kể về ông bố vợ của mình thì cái anh chủ garage này nói là anh rất là khâm phục bố, bởi vì thầy Mạnh
là một giáo viên vật lý, cho nên ông có một sự am hiểu rất là sâu sắc về cơ khí. Và vì vậy ông không những là một thầy giáo giỏi, ông là một bậc thầy về khả năng tư vấn xe cho khách hàng. Cái anh chủ garage này nói là anh học được rất nhiều từ bố vợ của mình về cái tâm của người kinh doanh là như thế nào, khả năng bán hàng cực kỳ tài giỏi của cái vị thầy giáo này ha. Và dĩ nhiên của một ông chủ của một cái doanh nghiệp kinh doanh ô tô lâu đời và cực kỳ nổi tiếng và thành công ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên để ý ha các bạn, anh nghĩ đó là cái câu chuyện của một người thầy rất rất là lợi hại, đúng không? Thầy dạy vật lý với một cái am hiểu về ô tô và rồi trở thành một bậc thầy trong việc kinh doanh và bán xe ô tô. It's beautiful. Ok, thì đó là lúc mà anh nói là wow, thầy này ngầu quá ta. Và hồi đó khi mà anh còn đi học ở trường thì lúc đó chắc là thầy Mạnh không biết là đã về hưu hay chưa. Anh không có được học với thầy. Nhưng ở trong trường của anh cũng có một câu chuyện tương tự như vậy. Đó là câu chuyện của thầy Nhẹ dạy giáo dục công dân. Thì những cái học sinh mà học ở trường Lê Hồng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh, cái niên khóa giống anh đi là 98 tới 2001, thì chắc hẳn các bạn sẽ nhớ về thầy Nhẹ dạy giáo dục công dân, đúng không? Năm anh học lớp 10, thầy giảng cho bọn anh về cái việc là Việt Nam đang xây dựng cái mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thầy kể cho bọn anh nghe là ngày xưa chúng ta chỉ có hai cái mô hình kinh doanh thôi, đó là quốc doanh và hợp tác xã. Nhưng mà rồi từ năm 1986 chúng ta bắt đầu thực hiện đổi mới, chúng ta mở ra những cái thành phần kinh doanh đa thành phần hơn, chúng ta có những cái doanh nghiệp tư nhân, chúng ta có những hộ kinh doanh cá thể, rồi chúng ta có được những cái công ty liên doanh với nước ngoài chẳng hạn. Và cái đó tạo nên một cái bước ngoặt rất lớn về việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân. Thầy giảng rất là hay. Nhưng cái điều khiến cho học sinh si sầm và ngưỡng mộ ông thầy dạy giáo dục công dân đó nhất là gì các bạn có biết không? Bởi vì tụi nó nhìn thấy là mỗi ngày thầy đến trường trên một chiếc Spacey. Và thầy có 3 chiếc Spacey. Mỗi ngày đi một chiếc, một ngày đen, một ngày xám, một ngày đỏ, không đụng màu. Và anh muốn các bạn tưởng tượng là trong những năm 1998, 1999, 2000 thì ở Việt Nam xe Spacey là chiếc xe đỉnh của chót. Nó giống như là SHI 300 bây giờ vậy đó ha. Nó là chiếc xe đỉnh và thầy có 3 chiếc. Và nghĩ đó là thứ mà tất cả những học trò của anh rất là tò mò và ngưỡng mộ. Bởi vì anh thấy là thầy đang sống đúng với những điều mà thầy đang dạy. Quá ngầu. Hiểu ý anh không các bạn? Anh nghĩ đó là những cái câu chuyện anh được nhìn thấy trong cuộc đời của anh, để nó cho anh cái niềm tin về một cái thái độ độc lập, cái thái độ, một cái ý chí xây dựng cái cuộc đời của mình dựa trên cái bản lĩnh của chúng ta ha. Chứ chúng ta không dựa dẫm, không dựa dẫm vào cơ chế, dựa dẫm vào bộ giáo dục, mà mình phải là người có cái bản lĩnh để kiếm được thu nhập cho gia đình của mình. Và mình phải chịu trách nhiệm cho cái chất lượng đời sống của bản thân và của gia đình. Muốn kiếm thêm thu nhập thì phải sẵn sàng để nỗ lực thay đổi, phải bươn chải, chứ đừng có bấu víu vào những cái mỹ từ như là một cái nghề thanh sạch, một cái nghề cao quý, để rồi ổng ẹo. Hay thầy giáo sao lại đi bán hàng? Cô giáo mà lại làm TikTok, lại chơi YouTube. Như vậy thì đừng hòng mà tăng thu nhập. Anh vẫn còn nhớ là cái ngày mà anh quay trở về Việt Nam và cái doanh nghiệp của anh mở cái trung tâm dạy toán, đúng không? Thì bọn anh tuyển dụng nhân viên rồi những bạn tốt nghiệp trường đại học sư phạm ha, để vào và giảng dạy. Thì cái ngày mà trung tâm vừa mới mở cửa, bởi vì cái phương pháp này nó rất là mới ở Việt Nam ở thời điểm đó, cho nên là ông sếp của anh dẫn tất cả những cái nhân viên đi ra cái khu lân cận ở trung tâm và đi phát tờ rơi để giới thiệu với mọi người về cái sự có mặt của cái trung tâm, của cái phương pháp của mình ở Việt Nam. Thì khi bọn anh đi phát tờ rơi như vậy, cái ông sếp người Nhật của anh kinh ngạc khi thấy những cái nhân viên của mình họ ẩn ẹo, họ khép nép, họ cố gắng giấu mình khi mà họ đi phát tờ rơi giống như vậy. Bởi vì họ nói là thầy giáo, cô giáo ai lại đi làm cái việc này, mất hết cả cái sự cao quý. Ông sếp người Nhật của anh kinh ngạc. Và anh nghĩ lúc đó chắc là cái cô trợ giảng đó cũng không thể nào hiểu nổi là tại sao cái ông sếp người Nhật sẵn sàng xắn tay áo để đi phát tờ rơi, rồi sẵn sàng xắn tay áo để đi chùi toilet cho học sinh, lại có thu nhập cao gấp vài chục lần thu nhập của các giáo viên ở Việt Nam. Và tại sao với cái thái độ lăng xả, quyết liệt và hết mình với công việc đó, thì những cái người Nhật Bản đó họ xây dựng được một cái tập đoàn giáo dục với hơn 4 triệu học sinh ở trên khắp thế giới này. Cho nên chốt lại là ngày hôm nay, những bạn trẻ, nếu các bạn vẫn muốn làm đồng nghiệp của tôi,
các bạn vẫn thật sự khát khao và say mê với con đường trở thành một cái thầy giáo, cô giáo, thì ngay bây giờ trong tư duy của mình phải loại bỏ cái thái độ ỷ lại, dựa dẫm và rồi ngồi chờ đợi một cái cải cách tiền lương nào đó từ nhà nước hay bộ giáo dục, mà làm sao ngay bây giờ có cho mình cái tinh thần chủ động, cái thái độ dấn thân vào cuộc sống để kiếm thêm thu nhập cho mình, để lăn xả, để tìm hiểu, để đóng góp, để tạo nên cái sự khác biệt của mình và tìm kiếm một cái sự công nhận rất thực tế từ cuộc sống, từ xã hội. Và cái quá trình đó sẽ giúp các bạn mang vào bài giảng trên lớp học của mình những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm, những cái dẫn chứng chân thật nhất. Và có hay không những thầy cô giáo giống như vậy, thì xin thưa với các bạn là cái cô giáo mà viết ra cái tâm sự và cái trăn trở này đó là Lê Hoàng Phi Yến ha. Và khi mà anh tìm hiểu thì anh biết là Phi Yến ngày hôm nay là một giáo viên dạy ngữ văn ha. Và không chỉ là một giáo viên dạy ngữ văn mà cô giáo này còn là một biên kịch, một nhà văn, là một cái voice talent, là một MC, là một cái vocal, là một cái người làm những cái kênh TikTok, rồi những cái fanpage của mình ha, để có thêm được cái dĩ nhiên thu nhập, nhưng mà để phát triển được cái tài năng của mình trong một cái cuộc chơi anh nghĩ rất là năng động. Và rồi nếu ai biết thì Phi Yến cũng là một cô giáo rất nổi tiếng trong việc mang vào trong lớp học ngữ văn của mình cái phương pháp giảng dạy rất là mới mẻ để cho học sinh được mặc cái trang phục, nhập vai và thể hiện những cái bài giảng thông qua cái việc biểu diễn. Thì đây là hình ảnh của một bạn trẻ mà cho anh cái niềm hy vọng. Anh mong đây sẽ là một câu chuyện chân thật của một bạn trẻ mà mang lại cho anh và cho những thầy cô giáo trong tương lai cái niềm hy vọng. Cái cuối cùng mà anh muốn nói tới đó là cái thái độ chờ đợi, dựa dẫm và lệ thuộc của xã hội, mà cụ thể ở đây là của phụ huynh học sinh. Thẳng thắn đi các bạn, tại sao ngày hôm nay chúng ta sẵn sàng tự chi trả cho cái tiền thuê bao điện thoại, tiền xăng dầu xe cộ, tiền trà sữa, tiền nhậu nhẹt ăn chơi, tiền thuê bao Netflix, Spotify, nhưng cứ nhắc đến giáo dục là phải là của Bộ Giáo dục, cứ nhắc tới chuyện đi học là nó phải là bao cấp, phải là nhà nước, giáo dục là phải miễn phí cho toàn dân. Thậm chí ngày hôm nay và học ở trường công thì chúng ta có đóng một cái mức phí, nhưng đó là mức phí tượng trưng 100-200 ngàn một tháng thôi. Cho nên anh mới băn khoăn là trong cái tư duy của chúng ta ngày hôm nay cứ nhắc cái chuyện giáo dục là nó phải miễn phí và nó phải rẻ, mà ông bà mình có nói rồi, tiền nào của nấy các bạn à. Cho nên đến một lúc nào đó chúng ta phải quay trở về và nhìn thấy cái việc đầu tư cho giáo dục nó là một cái lựa chọn và là một cái ý chí của mỗi một cá nhân, nó là sự phát triển trau dồi cho bản lĩnh, năng lực và chuẩn bị cho tương lai của mình, của con cái của mình. Cho nên mỗi một cá nhân phải chịu trách nhiệm cho cái việc đó một cách quyết liệt. Và giống như cái tinh thần tầm sư học đạo, một khi muốn học, muốn phát triển thì phải tìm được thầy, tìm được cái thứ mình muốn học và phải trả cái giá để có được cái sự trưởng thành đó một cách nghiêm túc. Thì anh nghĩ đây là thái độ và tinh thần mà mỗi chúng ta phải quay trở về và tự chịu trách nhiệm cho cái vấn đề giáo dục của riêng mình. Một câu chuyện anh muốn chia sẻ với mọi người trong gia đình anh luôn, đó là con trai anh, nó có một cái sở thích và một sự say mê rất lớn trong việc chơi thể thao. Thì khi mà bạn thi đậu được vào cái đội bóng rổ của trường á, thì bạn đi luyện tập và quay trở về và rất là thất vọng. Bạn nói là cái huấn luyện viên của cái tuyển trường á, huấn luyện không có quyết liệt và những cái buổi tập nó rất là lèo bèo và bạn không có thấy đã, không có hứng thú. Cho nên anh nói là ok, nếu mà con thật sự mê bóng rổ như vậy thì con tìm coi là có ai dạy bóng rổ hay, dạy giỏi thì mình có thể tìm kiếm mình đi học. Thế là bạn hỏi bạn, hỏi bè, tìm kiếm, xong rồi bạn quay trở về và nói là con tìm thấy cái câu lạc bộ này dạy rất là hay. Và khi nghe đến cái học phí để đi học bóng rổ của bạn thì hai vợ chồng anh cái mặt xanh lè xanh lét luôn. Tức là một buổi huấn luyện 1 tiếng đồng hồ thì chi phí là khoảng 1,2 triệu cho 1 tiếng đồng hồ luyện tập. Anh chưa bao giờ chi trả cái chi phí như vậy cho chuyện chơi thể thao hoặc là tập bóng rổ hết các bạn. Còn trong cái tư duy của vợ chồng anh tới thời điểm đó vẫn là có một chút truyền thống là nếu mà là cái chuyện học chính khóa ở trường thì mỗi một năm học phí của con anh là hơn 600 triệu. Ok, đi học mà, chơi. Nhưng cái này là thể thao. Mà nếu tập một tuần khoảng 8 buổi thì là khoảng 10 triệu rồi. Không, thì khi mà nghe con anh đề xuất là nó muốn đi học bóng rổ giống như vậy thì câu trả lời của vợ chồng anh là không. Con ơi, cả cuộc đời ba mẹ chưa bao giờ mà trả cái tiền để đi chơi bóng rổ cái kiểu này hết. Cho nên là no. Và con trai anh thật sự nó rất là mê bóng rổ. Cho nên nó tìm cách, nó thuyết phục, nó nói là hay là bây giờ ba mẹ cắt cái chi phí khác của con, lấy cái tiền đó để cho con học bóng rổ được không?
Ví dụ như là bây giờ con sẽ không ăn vặt nữa, con không đi Circle K với bạn con nữa, con không có đi trà sữa linh tinh nữa, cái tiền mà ăn vặt hàng tuần mỗi tháng của con sẽ không xài nữa, ba mẹ cắt đi. Rồi ăn trưa thì bây giờ con sẽ gói đồ ăn trưa ở nhà đi luôn, con sẽ không ăn trưa trong căng tin nữa, để tiết kiệm tiền. Cái tiền đó ba mẹ cho con để con đi học bóng rổ được không? Thì khi đó anh nói là wow, thằng bé này nó quyết tâm quá. Thế là nó thôi bây giờ cho con đi học một tuần một buổi, rồi ba mẹ đi theo quan sát coi con học hành sao, coi thầy con là như thế nào, không? Rồi coi cái đó thật sự có phải là một sự đầu tư đúng hay không. Chứ còn cái chi phí đó ba mẹ cũng chưa có quen. Thế là bạn nói ok, anh đi theo và bọn anh quan sát cái cách mà con anh được học. Thì huấn luyện viên của con anh là vận động viên chuyên nghiệp, bạn đang chơi cho cái giải VBA ha, là cái giải bóng rổ chuyên nghiệp của Việt Nam. Và trong suốt một giờ đồng hồ đó là con anh chỉ có 2 phút để được đi uống nước mà thôi. À, và nó chạy ra hớp một hớp nước xong là phải vào tập, và tập cực kỳ nghiêm túc và không có một phút giây ngơi nghỉ nào hết. Và trong lúc đó không chỉ là tập kỹ thuật, tập cái thái độ làm việc trong đội nhóm như thế nào, tập cái tinh thần chiến đấu làm sao, cái sự say mê thể thao như thế nào, hiểu thêm về dinh dưỡng và cách ăn uống như thế nào, thì con anh được học cái sự kiên trì, cái bản lĩnh, cái thái độ thi đấu, cái tinh thần để mà đối diện với thất bại trong những cái trận đấu làm sao. Và bạn được huấn luyện bởi những người say mê bóng rổ và những vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Sau một tháng thì anh và vợ mình nhìn thấy một sự thay đổi rất là lớn ở con của anh, không chỉ là đối với bóng rổ mà đối với thái độ của bạn trong học tập, trong công việc, trong cái chuyện chặt chẽ hơn, trong cái quản lý chi tiêu cá nhân của mình. Nó giữ đúng lời hứa, nó cắt hết tất cả những cái tiêu xài phung phí trước đó, rồi thậm chí là nó không uống nước ngọt nữa, bởi vì thầy nói là cái nước ngọt không tốt cho sức khỏe, là nó chỉ uống nước chanh thôi ha. Thì bạn thay đổi rất nhiều cái lối sống của mình, và bọn anh nhận ra là wow, tại đây không chỉ là thể thao mà đây thật sự là một sự đầu tư cho thể chất, thái độ, tinh thần và khả năng làm việc đội nhóm của con mình. Và khi đó là khi mà con anh được sự đồng ý của bố mẹ để đầu tư học một tuần 2 buổi và có thêm cái buổi tập chung với lại câu lạc bộ nữa, thì cho tới ngày hôm nay cái chi phí học bóng rổ mỗi tháng của bạn là khoảng từ 13 cho tới 15 triệu một tháng. Thì anh muốn các bạn nhìn thấy đó là một quá trình nghiêm túc để tìm thầy, để đánh giá cái sự đầu tư, cái hiệu quả của quá trình học hành đó, và thậm chí là cái ý chí để xin được đi học của con anh. Thì anh nghĩ đó là một cái thái độ nghiêm túc mà chúng ta cần có để cân nhắc cho cái sự đầu tư, cho sự phát triển, cho bản lĩnh, cho cái sự say mê của riêng mỗi người. Cho nên là ngày hôm nay anh tin là đối với phụ huynh, học sinh, chúng ta phải bỏ cái tư duy truyền thống là muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Anh tin là ngày hôm nay cái tư duy chúng ta cần phải có là muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải bắt cầu kiều. Đồng ý không các bạn? Nghĩa là ngày hôm nay chúng ta muốn giao thông, chúng ta muốn đi lại cho thuận lợi, chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư, để xây cầu kiều, để đi lại cho thuận lợi. Nhưng tới khi chúng ta muốn con hay chữ thì chúng ta lại đáp lại bằng tình cảm, bằng tình yêu thương. Làm sao vậy quý vị? Thầy giáo không cần các bạn yêu, mà muốn con hay chữ, chúng ta phải sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư, để xây trường, để xây dựng một cái cơ chế lương bổng cho công bằng và tương xứng với cái giá trị và nỗ lực mà người thầy đó mang lại cho con của mình. Đó gọi là công bằng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái trăn trở và cái tâm sự của anh sau gần 2 thập kỷ đi dạy và làm một cái ông thầy lặn ngụp để làm những cái ước mơ về giáo dục ở Việt Nam. Thì tới ngày hôm nay, tóm lại, anh nghĩ là anh không có muốn có một cái thái độ phẫn uất, bế tắc, tuyệt vọng và chỉ trích đối với các cái cơ quan ban ngành và Bộ Giáo dục. Đó là nhiệm vụ của các cơ quan truyền thông và của các đại biểu Quốc hội. Và anh mong là họ sẽ vẫn tiếp tục làm tốt nhất cái vai trò của họ để tạo ra những sức ép tích cực và quyết liệt từ phía dư luận để thúc ép cái cải cách mà chúng ta đã chờ đợi. Thì đó là việc của các cơ quan truyền thông và các đại biểu Quốc hội. Còn lại, anh là một ông thầy và anh chỉ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến học trò và đến khán giả của anh là các bạn mà thôi. Cho nên là dưới vai trò của mình, anh nghĩ là anh sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng để thể nghiệm với cuộc sống của anh, với những cái trải nghiệm trong cuộc đời của anh, để mang ra những cái chia sẻ, những cái bài giảng đắt giá. Anh sẽ nỗ lực tiếp tục cố gắng để tạo ra những cái trải nghiệm giáo dục tiên tiến nhất, cao cấp nhất
cho người Việt Nam ngày hôm nay. Và rồi ngược lại, các bạn là khán giả của anh mong là với cái chia sẻ này, các bạn không cảm thấy bế tắc và không chờ đợi, ỷ lại nữa, mà mỗi chúng ta quay trở về với cái sự nghiêm túc và cái sự quyết liệt để dẫn dắt cho cái sự trưởng thành của riêng các bạn, cho cái sự phát triển và giàu mạnh cho cuộc đời của chính các bạn. Bởi vì anh tin là khi cái thế hệ chúng ta mỗi một người có cái sự nghiêm túc và quyết liệt để trau dồi bản lĩnh của mình và trở thành những cái người giàu mạnh, thì dân giàu, thì rồi sẽ đến một ngày đất nước chúng ta đủ hùng mạnh, giàu có để chúng ta cùng nhau đầu tư và phát triển giáo dục một cách quyết liệt, bền vững, để rồi con của chúng ta, em của chúng ta mai này sẽ được tận hưởng một cái nền giáo dục tiên tiến hơn. Và đàn em của anh, trong những ngày tháng sắp tới, những thầy cô giáo rồi sẽ được hiên ngang, vững vàng đứng trên bục giảng, biết chắc là mình có một cái đời sống tươm tất và có cơ hội và điều kiện để hoàn thành cái sứ mạng quan trọng trong sự nghiệp gõ đầu trẻ của mình. Thì anh nghĩ đó là cái tâm huyết của một ông thầy giáo, và xin chia sẻ ra đây để chúng ta có thể đồng hành và cùng nỗ lực cùng với nhau để tạo ra sự thay đổi. Chúng ta không chờ đợi sự thay đổi nữa, chúng ta sẽ là sự thay đổi đó. Xin cảm ơn các bạn. Khóa học Awaken Your Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn.